Và kính thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn là một con đường rất đẹp, hai bên là hoa đào, hoa mơ, hoa mận đều đang nở rộ. Chỉ tiếc là hôm nay thời tiết thì không tốt lắm, có mưa bay, mưa nhẹ. Chính vì thế quang cảnh ở đây lại càng thêm lãng mạn. Tuy rằng là buổi sáng sớm chưa có nhiều khách, anh chờ em một tí đấy. Thì hôm nay trong cái khuôn khổ của cái cuộc lễ hội lồng tông của huyện Lâm Bình, tôi có từ thành phố lên để tham gia phối hợp chương trình với huyện, với hai tiết mục đó là sắc hương Lâm Bình và núi rừng vang tiếng pháo rung, với lại màn hát múa của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Lâm Bình với màn hát múa khoảng 300 người. Bây giờ buổi sáng sớm mưa bay và mây mù nên tôi tranh thủ quay chút cảnh lãng mạn này tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Và trước mắt chúng ta thì là cổng vào của homestay Hoàng Tuấn. Đó, đây là homestay Hoàng Tuấn. Đấy, homestay Hoàng Tuấn. Kính chào quý khách và có số điện thoại ở đây. Đó, vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây là ông chủ của homestay Hoàng Tuấn, ông cũng đang bận rộn với một số công việc của buổi sáng. Anh cũng đang rất bận rộn. Lát nữa tôi sẽ phỏng vấn chị chủ nhà. Đó, đây là phía bên trong sân homestay Hoàng Tuấn. Đây, phía bên ngoài cổng, anh chủ nhà cũng đang bận công chuyện. Vâng, đây thì trước mắt chúng ta ở sân là một cây còn. Cây còn này thì cũng chỉ có giá trị tượng trưng thôi, chứ không phải là cây còn để tổ chức thi đấu giải. Còn đây là khu nghỉ của homestay Hoàng Tuấn. Nhà nghỉ của homestay Hoàng Tuấn thì là thường là sẽ tổ chức cho khách nghỉ ngơi tại chỗ và tham quan trải nghiệm một số những cái mô hình tại quê hương Nà Tông của Thượng Lâm. Với cái nhà nghỉ homestay thì khách du lịch có thể đến đây ngủ qua đêm ở đây với giá chỉ từ 80 đến 100 nghìn một người, tính đầu người. Còn ăn và sinh hoạt ăn uống tại chỗ thì nếu như ăn cá nhân, một suất ăn thì có thể từ 100 đến 150 nghìn một suất ăn ngon. Còn nếu đặt mâm tập thể thì từ 6 đến 8 người trở lên thì sẽ có một mâm 1 triệu đồng trở lên, rất ngon. Đấy. Đang nghe bà chủ và mà con dâu. Anh Khanh đây. Ra phải không? Ok. Công chí này đã đến để đón tôi ra sân bãi nên là cũng chưa kịp review nhiều được với homestay Hoàng Tuấn. Đây là Hoàng Tuấn, còn đây là con trai Hoàng Tuấn. Xin mọi người sẽ bớt chút thời gian để đến homestay Hoàng Tuấn tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm để trải nghiệm và tham quan mô hình homestay ở đây.
Tôi phải ra sân bãi bây giờ cho nên là tôi xin tạm kết thúc clip. Xin hẹn gặp lại một clip sau sẽ dài hơn, đầy đủ hơn. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.